Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, rất chân thành cảm ơn bạn Lucifer và bây giờ nick mới là Heo. Hồi viên Pedro rút Zalo hồi chiều mới gửi cho tớ thùng bia. Cảm ơn Lucifer cũng là Heo rất nhiều. Chân bệnh đế tiên Diệp Hậu 1115. Lão Dương bị đưa trở về An Tường, nằm ở trên giường, mái tóc bạc trắng rối tung, làn da nhanh nheo, khuôn mặt già nua kia khắc đầy tang thương của năm tháng. Tiểu Dương Lam liền ghé vào bên giường, ngón tay nhỏ thò vào trong miệng, tò mò nhìn Dương Khắc Lão. Nàng cho dù đã 33 tuổi nhưng tâm trí vẫn là 23 tuổi, tỉnh tỉnh mê mê, không rành thế sự, không biết mẫu thân đã đi nơi nào, cũng biết là cha nàng vì sao lại thương tâm như vậy. Diệp Đào một câu cũng không nói, yên lặng lui ra bên ngoài phòng. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Dương Phàm vài câu, thật tốt chăm sóc cho Dương Áp Lão. Sau đó anh liền đi đến cổ mộ. Hoàng Phi vẫn còn thủ hộ ở đó, mà cũng vẫn cung kính như ngày xưa. Thời gian 33 năm, nàng thân là hồn thể, tu vi đã thăng cấp không ít, nhưng không có cách nào, thiên địa không linh, cho nên đến nay vẫn không cách nào đột phá. Diệp Hào nhìn Tần Hùng chuyển thế vẫn giống như một pho tượng băng không nhúc nhích. Hoàng đế Tiên Tần năm đó một lần nằm này chính là mấy trăm năm, một hơi còn sót lại còn đang trong trạng thái phong ấn. Ở một bên, Hoàng Phi mấy lần muốn nói lại thôi, nàng chờ suốt 33 năm, mấy lần muốn hỏi Diệp Hào một chút, khi nào mới thể có khả năng rời đi, khi nào mới có khả năng phục sinh Tần Hùng. Nhưng nàng cuối cùng cũng không hỏi, lúc nên đi thì lúc đó tự sẽ đi, mấy trăm năm cũng đã chờ đợi, nàng cũng không ngại đợi thêm mấy trăm năm nữa. Diệp Hào tự biết tâm cảnh của nàng, nhưng cũng có cách nào, anh cũng không hề biết còn phải đợi bao lâu nữa. Không bao lâu sau, anh rời khỏi cổ mộ, lưu lại cho Hoàng Phi không ít tâm đắc tu luyện. Đến ban đêm, Dung Huyền ba người lục tục đến tiểu viên, riêng phần mình đều ôm theo họ rượu. 33 năm, đợt cuộc chiến thắng, loạn thế cuộn đau cùng thiên cương Dung Huyền tranh chỉnh giang hồ, cũng đã hiện rõ vẻ già nua, thu lại phong mang, trở về nguyên trạng. Lần này ba người đều trầm mặc, cũng không hỏi khi nào có thể đi tu tiên giới, hoặc là nói đi hay là không đi thì đều đã già. Bọn hắn sống lâu, trải qua rất nhiều thế sự, trái tim cường giả nhiệt huyết kia đã dần dần bị năm tháng vùi lấp, chết không đau đớn cũng là rất tốt. Cho đến đêm khuya ba người mới rời đi, dưới ánh trăng chiếu rọi ra khỏi trụ tinh trấn đã 33 năm ròng rã. Bọn hắn cũng muốn đi ra bên ngoài nhìn xem một chút, đi gặp gỡ một số bạn cũ còn sống. Trong tiểu viên còn sót lại một mình Diệp Hào, tay cầm lấy khúc gỗ từng đao khắc xuống. Sáng sớm, gió mùa thu càng đậm hơn, lá cây từng mảnh rơi xuống. Hôm nay người đến xem bói không nhiều, mà trước kia như các lão kiểu gì cũng sẽ là người đến đầu tiên, nhưng mấy hôm nay cũng thấy bóng dáng hắn. Có lẽ là hắn còn nằm tại trên giường bệnh, mà cũng có lẽ đã đem chính mình nhốt tại trong phòng, kéo cây nhị hồ cụ nát kia của hắn, nhớ tới Hiệp Lam, nhớ về tình duyên lúc trước. Cho đến ngày thứ ba mới thấy hắn ra đường, chống gậy nắm lấy tay Tiểu Dương Lam bước đi. Bách Tính nhìn thấy như vậy không tránh khỏi thở dài. Một nhà ba người ấm áp trong trí nhớ, bây giờ chỉ còn lại hai người, nhìn thế nào cũng đều thấy bi thương. Lão gia gia cho người anh này. Tiểu Gia Hỏa rất hiểu chuyện, hồn nhiên ngây thơ một cách thuần khiết, giống như Tiểu Dương Phàm năm đó, nhón lên bàn chân nhỏ bé, hai tay nhỏ bưng lấy cái bánh bao nóng hổi đưa cho Diệp Cái Hào. Cặp mắt to trong veo như nước kia cực kỳ giống với mẫu thân Hiệp Lam nàng, mà Dương Cách Lão chỉ là không ngừng vuốt ve cái đầu nhỏ của Tiểu Dương Lam. Nụ cười kia có chút gượng ép, hai mắt vẫn đục ẩn ẩn còn có lệ quang lấp lóe. Cho đến nay nữ nhi của hắn cũng biết mẫu thân đã rời xa, lại muốn đi viếng Hiệp Lam sao? Diệp Hào cúi đầu cắn bánh bao một cái,
Bên trong hai mắt âm thầm liếc tới, liếc nhìn qua lão Dương đang đeo cây đàn nhị hồ trên lưng. Nàng rất thích nghe. Lão Dương khàn khàn cười một tiếng. Chuyện cũ đã trôi qua, hãy cố nén bi thương. Diệp Đào bình bình đạm đạm nói. Diệp lão mỉm cười nhưng không còn nói gì, nắm lấy tay nhỏ của Tề Dương Lam đi hướng ra bên ngoài trấn. Mỗi một bước bước ra đều run run rẩy rẩy. So với hắn già nua thì Tiểu Dương Lam lại tràn đầy tinh lực, một đường nhảy nhảy nhót nhót, khi thì cũng sẽ khanh khách cười không ngừng, giống như một tiểu tinh linh. Diệp Đào không chỉ một lần nhìn lén qua phòng ảnh của nàng, rất là kiên cố. 30 năm qua đi có một chút dấu hiệu tàn tác, so với tiền văn âm dương của Hiệp Lam mạnh hơn quá nhiều. Thời gian trôi qua, dưới màn đêm lờ mờ, Diệp Đào bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lão Dương cùng Tiểu Dương Lam trở về, một già một trẻ, do ánh sáng xế chiều chiếu đến vô cùng điều hưu. Lão Dương hẳn là đã nghĩ thoáng, sinh lão bệnh tử là phát tắc của tự nhiên. Hắn đã không còn giống như lúc trước, tại trước một phần Hiệp Lam một lần ngồi chính là 2-3 ngày. Rất nhiều thời gian sau đó, Diệp Đào luôn thể trông thấy lão Dương mỗi ngày ắt sẽ tới đoán mạng, thì chắc chắn sau đó cũng sẽ đi bái tế Hiệp Lam. Cứ như thế là 3 năm lặng yên trôi qua. Từ sáng sớm, Diệp Đào sớm đã dọn xong đồ nghề, nhưng đã lâu không gặp được lão Dương, cũng chưa thấy Tiểu Dương Lam, chỉ thấy Diệp Phàm vội vã đi tìm thuốc, lúc trở ra trên tay còn mang theo thảo dược. Rất hiển nhiên lão Dương đã bị bệnh, mà lại bệnh còn không nhẹ. Đối với chuyện này, Diệp Đào lòng dạ biết rõ, 36 năm thọ nguyên của Dương Các Lão đã sắp hết. Quả nhiên, tới ngày thứ 9, Dương Phàm đến, đầy chờ mong nhìn xem anh, không cần nói lời nào, ánh mắt đã lại biểu cho tất cả. Hắn kỳ vọng Diệp Đào đi xem lão Dương một chút, mà cũng có thể cho là đi tiễn đưa. Diệp Đào đứng lên, anh đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu. Bầu không khí bên trong Dương phủ có phần là kiềm chế, ai cũng đều biết Dương lão gia tuổi tác đã cao, chuyện gì tới thì cũng sẽ tới. Đám hạ nhân tụ tại một chỗ nghi luận ầm ĩ, khi thì cũng sẽ chỉ căn phòng của lão Dương. Diệp Đào đến, người cả trong phòng đều nhạt nhòa nước mắt. Trên giường bệnh, lão Dương gầy còm như que củi, nằm một cách vô lực, hai mắt già ảm đạm, mái tóc trắng xóa, thậm chí đã có chút không rõ ràng. Bờ môi khô khốc đang run rẩy, giống như đang lẩm bẩm điều gì đó. Cho đến khi trông thấy Diệp Đào, hai mắt già vẫn đục kia của hắn mới nhiều thêm một tia ánh sáng. Diệp Đào tiến lên, xách theo cái ghế ngồi tại bên giường. Người đến rồi. Lão Dương mỉm cười, tái nhợt mà bất lực. Hắn muốn đứng dậy nhưng lại phát giác đã có lòng mà không có lực. Hắn 96 tuổi cũng đã là tình trạng dầu hết đèn tắt. Bạn cũ sắp rời đi, ta há có thể không đưa hay sao? Diệp Đào mỉm cười. Tiểu Hữu, ngươi là tiên nhân đúng không? Lão Dương cười đầy mỏi mệt. Có thể đoán ra ta là tiên nhân, ngươi cũng không ngốc. Diệp Đào nói, ngón tay chỉ tại trên mu bàn tay lão Dương, quán thâu từng sợi nội lực. Cũng phải là cứu sống hắn, mà là anh muốn cho lão Dương bớt đi một chút đau đớn. Chỉ ít thì có thể tại trước lúc lên đường bảo trì phần thanh tĩnh sau cùng kia. Ta sớm và nên minh bạch. Lão Dương cười cười. Người có nguyện ý tu tiên hay không? Diệp Đào nhàn nhạt mở miệng. Nếu như nguyện ý, ta liền tìm người phong ấn người. Thôi, ta mệt mỏi rồi. Lão Dương cười lắc đầu. Diệp Đào không nói gì, đương nhiên anh sẽ không cưỡng cầu. Lão Dương đầu này là vội vã đoàn tụ cùng Hiệp Lama. Tiểu Hữu lại tính một quẻ cho lão Hữu đi. Được. Một câu đối thoại đơn giản, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mà một cái chớp mắt này, ánh mắt lão Dương chậm rãi ảm đạm đi, cặp mắt mỏi mệt kia cuối cùng là lóe lên một tia sinh khí cuối cùng, rồi dần dần khép lại. Diệp Đào ngồi tại trước giường thật lâu không hề động đậy, nhìn qua lão Dương đã chết đi, không khỏi nhớ lại 36 năm trước anh mới tới tu tiên trấn này, bởi vì ăn cơm chùa nên đã cùng cao thủ võ lâm này kết thành bạn hữu. Hai người cũng vừa là thầy mà vừa là bạn, nhưng càng giống người một nhà hơn. Nhớ một cái, cố nhân đã già, tại vì ánh mắt của anh an tĩnh lên đường.
Phía ngoài cửa có tiếng bước chân ồn ào truyền đến. Cửa phòng bị đẩy ra, nhưng nhìn bọn hắn từ trong lúc du lịch vội vã trở về. Đáng tiếc đã gắng sức chạy về, vẫn không nói được cùng bạn cũ một câu cuối cùng, chỉ biết đứng tại đầu giường thở dài. Diệp Đào một câu cũng nói, im lặng đứng dậy, im lặng rời đi. Tại một cái chớp mắt, bước ra khỏi cửa phòng kia, anh vẫn không quên sẽ nhìn lại lão Dương một chút. Cái nhìn này sẽ là một lần nhìn cuối cùng. Nhân quả giữa anh cùng lão Dương cũng sẽ theo cái nhìn này viên mãn chấm dứt. Rất nhanh, tiếng khóc lóc đau khổ vang đầy Dương phủ. Sau 3 ngày, bên cạnh mộ phần Hiệp Lam đã xuất hiện thêm một tòa mộ phần nhỏ. Còn có mộ Thanh Nhị Hồ cũ nát kia đi nằm ở giữa hai bộ phận. Rất nhiều người đến bái tế, ngay cả Tỷ Dương Lam tỉnh tỉnh mê mê cũng đang òa khóc lớn, nước mắt đầy bặt bởi vì cha cùng mẫu thân đã không còn. Sau đó, sáng sớm mỗi ngày, khi Diệp Đào dọn xong đồ nghề, đáng tiếc để không gặp được Lão Dương, mỗi ngày đều đến kia, trong lòng cảm thấy vắng vẻ. Lão Dương không còn, nhưng Dương Hiền bọn hắn vẫn còn, ngày ngày đều tới. Nhìn qua 3 người càng ngày càng già đi, Diệp Hào ý thức được có một số chuyện đã đến lúc phải làm. Trong một đêm yên tĩnh, anh lại đi cổ mộ. Lần này là mang theo Dương Huyền bọn hắn cùng nhau đi. 3 người đã tuổi xế chiều, thọ nguyên để đã không còn nhiều. Không biết bọn hắn còn phải đợi thêm bao nhiêu năm, nên muốn sống rời đi cần phải phong ấn bọn hắn. Bên trong cái mộ phần này đến cuối cùng là 8 người nào chứ? 36 năm, 3 người cuối cùng cũng là hỏi ra vấn đề này. Bởi vì tòa cổ mộ này mà năm đó còn rước lấy một trận gió tanh mưa máu. Hoàng đế yên tần, Diệp Đào thản nhiên nói. 3 người nghe được đều là sững sờ, tuy là ngoài ý muốn nhưng là chưa quá khiếp sợ. Thế gian này ngay cả tiên nhân đều có thể có thì còn có cái gì để mà khiếp sợ được từ trước. Sống tới số tuổi này đã không còn thấy cái gì có thể khiến bọn hắn kinh ngạc. Đợi đến khi tiến vào khu cố mộ thì thần sắc 3 người liền có chút quái dị. Nơi này an táng hoàng đế tiên tần thì bọn hắn có thể lý giải. Thi thể hoàng đế tiên tần còn giữ được thì bọn hắn cũng có thể hiểu được. Nhưng âm Nguyệt Hoàng Phi còn sống, chuyện này liền có chút nằm ngoài ý định. Kỳ nữ danh chấn thiên hạ năm đó lại cũng là một tôn tiên nhân, nài thủ hộ cố mộ của hoàng đế tiên tần suốt mấy trăm năm, mà lại ở ngay tại bên cạnh Chu Tinh Trấn. Buồn cười chính là bọn hắn không hề hay biết. Đối với chuyện này, Diệp Đào cũng đã từng thở dài. Dương Huyền 3 người đều biết anh là tiên nhân, lại vẫn chưa hề báo cho Dương Khách Lão, đến mức Lão Dương đến lúc chết mới hiểu ra. Mà Dương Khách Lão sớm đã biết bí mật bên trong cổ mộ nhưng lại chưa hề nói bọn hắn. Nếu không phải tối nay tiến vào cổ mộ thì 3 người hơn phân nửa vẫn chưa hay biết gì. Bái kiến tiền bối, 3 người đều chắp tay cúi người cung kính hành lễ. Bạn bè bối phận Ân Hoàng Phi đích thực là tiền bối, trong thời gian này bọn hắn phải kém tới mấy thế hệ. Không cần đa lễ, Ân Hoàng Phi cười khẽ. Dù ở tại bên trong cổ mộ nhưng nàng không thường xuyên ra ngoài đi lại, cũng nghe được đại danh 3 người trên giang hồ đều rất có uy vọng. Đem 3 người bọn hắn phong ấn đi. Diễn Hào vẫn luôn trầm mặc, cuối cùng cũng là mở miệng. Minh bạch. Ân Hoàng Phi hiểu ý, lúc này dẫn dắt linh lực tụ trong lòng bàn tay uyển hóa thành một đạo phù văn, chính là bí pháp phong ấn ngày xưa Diệp Đào đã dạy cho nàng, có phần là huyền ảo. Cái vụ này có đau hay không vậy? Dương Huyền cười khan hỏi. Hoàng Phi cười một tiếng, tuy nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nâng tay phất qua 3 người. 3 người đều lảo đảo một chút, chỉ cảm thấy đầu óc mê muội, tâm thần cũng theo đó mà mê man. Sau đó liền lần lượt ngã xuống, nhắm lại hai mắt, chậm rãi lâm vào giấc ngủ say. Có lẽ cho đến khi tính lại lần nữa đã là 100 năm, giống như hoàng đế tiên tần sẽ bỏ lỡ một thời đại. Diệp Đào đem 3 người đặt nằm ở trên giường đá liền quay người rời đi. Dưới ánh trăng anh chậm rãi rời đi. Tại trước một phần giữa các lão cùng Hiệp Lam, anh ngừng chân thật lâu. Người nằm trong đó là 2 người bạn cũ của anh, cũng sẽ là thông gia của anh. Chi tiết bọn họ, cái tin chức của bậc làm cha mẹ này,
cuối cùng là đợi không được ngày nữ nhi của mình đi lấy chồng. Nhắc đến Tiểu Dương Lam, Diệp Đào cũng từng nghĩ tới đem nàng phong ấn lại, nhưng ý nghĩ này cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lã Dương cùng Liệt Lam đã chết, nhưng Dương Phủ vẫn còn, Dương Phàm vẫn còn, đây cũng là thân nhân của nàng. Nếu như thực sự muốn phong ấn thì cũng phải là tà ma tự mình đến mới được. Sáng sớm tại Trung Tinh Trấn, ánh nắng chiếu đến ấm áp vô cùng. Trong đám người rộn ràng, Diệp Đào mang theo đồ nghề mà đến. Bạn cũ liên tiếp qua đời cũng ngăn không được công việc đoán mặt của anh. Vẫn là làm bạn tại trước tòa tửu lâu kia, vẫn là làm bạn cùng cái bàn cũ nát. 36 năm anh cũng già, tóc trắng xóa, râu ria cực kỳ dài. Giờ phút này cũng cần lại tiếp tục dịch dung, anh chính là một lão nhân chân chính. Đã phí hoài năm tháng, không thể che hết vẻ già nua của anh. Cuối cùng cũng có một ngày, anh cũng sẽ lá rụng về cội. Người già thì đầu óc cũng được minh mẫn, ngồi ở đó kiểu gì cũng sẽ có lúc ngơ ngác ngây người. Đến mức có người đến, anh đều hoàn toàn không biết. Trước bàn đoán mạng đứng lặng lấy một nữ tử, mặc một bộ áo xanh, không nhiễm chút bụi bặm trần thế. Ánh mắt trong veo như nước, giờ phút này đang dò xét nhìn qua anh. Thánh chủ là người sao? Nghe được lời này, Diệp Đào ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một gương mặt quen thuộc.